Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop dụng cụ tập võ của Toàn. Thì hôm nay Toàn làm một video chất lượng cho anh em xem về cái sản phẩm của hàng Thái, 100% là hàng nhập khẩu của Thái Lan và thương hiệu Taiwin. Thì cái thương hiệu này là thương hiệu rất nổi tiếng của Thái Lan, thì anh em nào mà có thể không nắm bắt được thì có thể là lên mạng search thương hiệu ra, thì nó sẽ ra những sản phẩm mà chất lượng của bên hàng dụng cụ tập võ bên Taiwin của bên Thái Lan. Thì hàng Thái Lan thì da là 100% là da bò nha các bạn, da thật đấy, không phải da giả. Anh em xem chiêm ngưỡng đi rồi anh em đánh giá cho mình. Thương hiệu Taiwin mà có tem này, đây có tem, có mác đàng hoàng đấy. Hàng này hàng Thái chứ không phải hàng Việt Nam, thì anh cho anh em chiêm ngưỡng thôi, chứ mình biết là anh em chắc chắn là khó có thể mua được hàng Thái đây. Đấy, tập luyện cái này gọi là lăm bộ tay hoặc là đích đấm tay của hàng Thái đây. Còn đây là lăm bộ chân, hay còn gọi là đích đỡ chân của bên Thái. Đây, anh em xem nó rất chi là ưu việt đây này. Các đường chỉ, cái đường vá của nó, đường may của nó cũng rất chi là chắc chắn. Da thì là da bò rồi, da chắc chắn này, không có gì để bàn cái về chất lượng của bên này nữa. Cái hàng Thái Lan vẫn còn nguyên tem, nguyên mác này. Đây, hàng thương hiệu là nó như vậy. Da là da bò luôn, đây, da thật luôn. Đây, anh em xem chiêm ngưỡng này, nhìn nó rất chi là sướng. Và anh em xem trên mạng nó không thực tế bằng quay video như thế này, xem cho nó, anh em chiêm ngưỡng cho nó sướng. Có thể là các bạn không mua cũng được, nhưng mà chúng ta cũng phải ngắm qua một vòng để thấy được cái hàng Thái Lan thật nó như thế nào. Đây, da là da thật. Anh em xem này, hàng thật nó khác, chất lượng nó khác. Thì anh em mà mua cái dòng hàng sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn, bên Toàn cũng có cung cấp. Và cái dòng này thì là hàng mắc tiền, nên các bạn phải suy nghĩ trước khi mà các bạn đặt hàng loại này, thì nó không có giá rẻ cho anh em. Bởi vì hàng Thái mà, hàng Thái nhập khẩu nguyên bộ nó qua nó rất chỉ là mắc. Anh em nếu mà mua cái dòng hàng này phải xác định sản phẩm này là chất lượng, là không có giá dưới 2 triệu. Giá là lúc nào cũng phải trên 2 triệu rồi. Thì anh em mà ngắm được thì mới gọi điện cho mình, không là mất công gọi điện cho mình hỏi cái dòng sản phẩm cao cấp này. Rất chi là lãng phí thời gian cho anh em hỏi mình. Mình cũng tư vấn miễn phí cho anh em được, nhưng mà nó không có giá rẻ, nên anh em hỏi mình cái dòng này giá rẻ là chịu rồi, không có. Với anh em mà ngắm được cái giá cả được trên 2 triệu thì anh em có thể gọi điện cho mình hoặc nhắn tin cho mình thôi nhé. Anh em ủng hộ sản phẩm này của bên cửa hàng mình thì cứ liên hệ trực tiếp với Toàn. Số điện thoại của Toàn là 0987961325. Và các bạn có thể là lên cái website của mình, Zalo, Facebook của mình, bên dưới phần mô tả video mình có để đường link vào website đấy các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.